Thạch Thu Thảo nhai mít, sổ tiếng Anh như người bản địa tại Miss Earth, anti-fan tắt tiếng. Thạch Thu Thảo là một trong những đại diện tiếp theo của Việt Nam bước vào hành trình chinh phục vương miện Big 6. Dù không tạo quá nhiều dấu ấn, song cô vẫn nhận được sự quan tâm từ bộ phận fan sắc đẹp nước nhà. Mới đây, người đẹp tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi thể hiện khả năng tiếng Anh trong đoạn clip giới thiệu tại Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2022. Mới đây, trang trụ Miss Earth đã đăng tải loạt video giới thiệu của dàn thí sinh năm nay, trong đó phần thể hiện của đại diện Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ nước nhà. Trong đoạn clip, mỹ nhân sinh năm 2001 tự tin sử dụng tiếng Anh để truyền đạt những nét đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người của đất nước mình sinh sống. Điều này khiến fan không khỏi bất ngờ trước khả năng nói ngoại ngữ ngày càng tiến bộ của nàng hậu. Số khác lại cho rằng cô vẫn còn mắc lỗi phát âm. Ngoài ra, sự thay đổi vượt bậc này của cô cũng vấp phải nghi vấn học thuộc lòng. Trước đó, thời mới đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, mỹ nhân gốc Trà Vinh gây nhiều tranh cãi khi liên tục từ chối các câu hỏi bằng tiếng Anh. Điều này khiến công chúng không hài lòng và e ngại về hành trình chinh chiến quốc tế của cô. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, mỹ nhân 21 tuổi đã chính thức lên đường sang Philippines nhập cuộc Miss Earth. Dàn sao Việt và cộng đồng yêu nhan sắc đã gửi lời chúc tốt đẹp cho Á hậu Thạch Thu Thảo tại Miss Earth 2022. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Thạch Thu Thảo bày tỏ, cảm ơn tất cả sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Trong hành trình này, tôi rất biết ơn vì luôn nhận được sự trợ giúp từ những anh chị đồng nghiệp và cả ekip của tôi, yêu mọi người rất nhiều. Hoa hậu Hennie dành nhiều lời yêu thương, nhắn nhủ tới đàn em. Chính thức, cô gái đáng yêu Thạch Thu Thảo người Khmer ở Trà Vinh lên đường sang Philippines dự thi Hoa hậu Trái đất 2022. Mến chúc em thực sự tỏa sáng, tự tin, bứt phá và bản lĩnh. Hoa hậu Hennie không quên kêu gọi khán giả ủng hộ Thạch Thu Thảo tại Miss Earth 2022. Nàng hậu người ED đánh giá, em có một chiều cao nổi trội, hình thể đẹp và làn da khỏe khoắn tuyệt vời. Trước đó, tại chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo giành được danh hiệu Á hậu 2. Sau đêm thi, nhiều đồn đoán cho rằng Thạch Thu Thảo là người được lựa chọn là đại diện Việt Nam đến Miss Earth 2022 thay vì Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Cuối tháng 10 năm 2022, tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam đến với Miss Earth 2022, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Earth chính thức xác nhận thông tin trên. Diễn viên Trương Ngọc Ánh, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền, chịu trách nhiệm tuyển chọn đại diện Việt Nam tại Miss Earth nhận định, Thạch Thu Thảo là ứng cử viên nổi bật và phù hợp nhất tại Miss Earth 2022, khi hội tụ đầy đủ các yếu tố về hình thể, bản lĩnh, sự chân thành để tranh tài và nhận được ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước. Thảo luôn chủ động trau dồi, rèn luyện bản thân trong suốt thời gian qua, từ kỹ năng khéo quớt, ứng xử, ngoại ngữ để có thể tỏa sáng tại một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới năm nay. Qua đó, Thạch Thu Thảo sẽ góp phần giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới và quảng bá cho du lịch quốc gia với những điểm đến hấp dẫn. Với tinh thần tốt, người đẹp được kỳ vọng sẽ tạo nên thành tích tốt cho nước nhà. Trong đó, một chuyên trang sắc đẹp đã dự đoán đại diện Việt Nam sẽ lọt vào top 10 chung cuộc. Á hậu Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, người dân tộc Khmer, là sinh viên ngành ngôn ngữ học tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao 1m77 cùng số đo 3 vòng gợi cảm. Sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Thạch Thu Thảo bước vào hành trình tập luyện. Cô tích cực tập luyện khắc quốc, thể thao, nâng cao sắc vóc và phong thái. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2001 nỗ lực hoàn thiện thêm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bắt cướp và học múa truyền thống Khmer.